Vâng, chào các bạn, chúng ta đã đến với cả trận đấu thứ tư trên bảng hiện nay là game thủ Porto màu đỏ sẽ bắt ở vị trí phía dưới hướng 5 rưỡi, đó chính thành viên từ team Mau Sport Dia. Và đối thủ của anh ấy trong trận đấu lần này là thành viên từ team Liquid Porto màu xanh sẽ bắt ở vị trí phía trên hướng 11 rưỡi, anh ấy chính là Liquid Hero. Vâng, chúng ta đang ở trên map Heavy Rain ạ, một cái map với hai vị trí xuất phát hơi bị lệch nhau một tí, hơi lệch so với cả cái hướng với cả cái map Polonai khoảng tầm 0,5 giờ. Yeah, every single series here today, every single series throughout this entire tournament is something I don't want to miss. So we're casting now, but I'm going to be going back and watching the VODs of SOS versus Oz, making sure I know exactly what's going on, because those guys. Kappa đang online à? Chả biết Kappa chạy đâu ra nữa. Này thì cả hai game thủ, và chúng ta thấy rằng cả hai game thủ đều rất cẩn thận luôn, luôn luôn đi scout xung quanh mỏ của mình đấy, những cái vị trí mà bất thường có thể ăn một phát chi vào mặt. Kỳ nguy hiểm. Map 2 Heavy Rain này là làm một cái map với có những cái vị trí ở bên trong nhà rất ẩn luôn các bạn. Đây, những cái vị trí ở phía này là một này. Rất rộng để có thể đặt gate. Nhưng chúng ta mà không cẩn thận mà chỉ đưa pop ra để mà đặt nexus thôi là coi như cực kỳ nguy hiểm luôn. Ăn một phát cam rớt hay là một ăn phát hai gate vào mặt là rất dễ xảy ra. Mình cũng ăn rất nhiều lần trên này, trên những cái map này rồi. Đây thì chúng ta thấy rằng là sao đây, vâng. Ồ, hai probe ăn ga, vâng. Dia đang cho hai probe ăn ga. Hai probe ăn ga thời điểm đầu, sau đó là đặt thêm một cái gate nữa. Đó thì chính là cái dấu hiệu của Blink Stalker rồi. Khoảng tầm khoảng tầm một phút nữa thôi là anh ấy sẽ bắt đầu cho thêm một con probe nữa ra. Trong khi đó thì ở bên này thì Hero thì anh ấy đang bắt đầu đẩy Stalker. Vâng, anh ấy đang chơi bút ra để lên Stalker. Hero vẫn chơi build gần giống như với cả cái trận đấu trước thưa bạn. Vâng, cả hai bên đều chơi khá giống nhau, đều chơi 2 gate. Sau đó là đến 3 gate, bắt đầu là Stalker đẩy sang. Trận đấu lần này thì Hero cũng có vẻ là đã thay đổi chiến thuật rồi. Anh ấy lên Twilight Castle. Trong khi đó Dia thì lại không chơi Twilight Castle nữa mà anh ấy lại đang chờ đợi cái gì đây? Không biết là anh ấy đang chờ đợi cái gì. Cả hai bên gọi đã đổi build nhau à? Hay là nào đây? Dia đang đưa một con stock một con ma seed đi sang để scout. Đây rồi, đây rồi, nhìn thấy con stalker rồi. Vâng, hai bên chơi nhau. Bên nào sẽ có lợi thế hơn đây. Không được rồi, stalker của Dia cũng đã lên nơi rồi. Hero sẽ đưa con stalker này của mình đi trở về nhà thôi. Hiện nay thì Thoát cao sổ đã hoàn thành xong cho Hero rồi và anh ấy sẽ chuẩn bị nâng cấp. Ồ không, anh ấy không phải là nâng cấp Blink mà nó lại là nâng đặt xuống nhà Dark, thưa bạn. Nhà Dark Side đã được đặt xuống rồi. Và như vậy anh ấy sẽ DT. Liquid Hero anh ấy sẽ chơi DT đối phương. Thời điểm này vâng, Dia cảm nhận một cái gì đó thì phải, không biết anh có cảm nhận được cái gì không? Dia hiện nay anh ấy đang lên nhà Robotic Fact City, như vậy anh ấy sẽ phải chủ động phòng ngự trong trận đấu lần này rồi. Và có lẽ là anh ấy rất lo lắng trước đối phương nên anh ấy đã quyết định lên nhà Robo. Hiện nay thì ba con soccer đang ngồi bắn nhau ở đây. Rút trở về rồi. Hero đã rút trở về. Úi dồi, kẹt đi, úi dồi, vâng. Quái rồi, kẹt có đây ở đây. Vâng, con Pop này, con Pop phản chủ rồi. Con Pop phản chủ rồi. Vâng, bộ tông ở trạng đã được bật lên rồi. Con Pop phản chủ nó khiến cho con Stalker bị kẹt lại. Ố kìa. Vâng, đây rồi. Dia phát hiện ra được một cái pylon của đối phương đây rồi. Coi như là Hero ấy, mất 100 Miro ở đây. Thấy buồn. Hiện nay thì Hero còn chưa đưa được con Pop nào đi để mà đặt pylon sang mỏ của đối phương cơ. Thì như vậy thì nhà Darkside vừa hoàn thành cũng chắc là cũng chả giải quyết được vấn đề gì cả. Hero hiện nay tôi nhìn thấy là anh ấy đã bắt đầu đặt xuống nhà Robotic Fact City rồi. Như vậy anh ấy cũng sẽ lên Robo. Sẽ có Imoto. Xong rồi. Hiện nay thì sao đây, một con DT đã được warp ra. Hiện nay thì Hero cũng đã đặt xuống mỏ 2 cho mình, nhưng mà thời điểm này thì Dia đã xuống khá sớm rồi. Dia hoàn thành khoảng tầm 60% rồi, trong khi đó bây giờ Hero mới bắt đầu đặt xuống mỏ cho mình.
Ôi thôi xong rồi, một con Observer hiện ra con DT rồi. Thôi vui luôn thưa bạn, vâng vui luôn. Như vậy là Dia đã phát hiện ra được con DT của đối phương rồi. Và ở nhà anh Dia còn thêm một con Observer nữa cơ. Vâng, quá vui. Quá buồn cho anh hero của chúng ta. Hôm nay anh ấy đánh quá chán luôn. Đấy rồi, vào rồi, Zolo, chơi luôn. Yeah, yeah, yeah. Ba Stalker được đưa ra để mà đón tiếp anh Dark Templar. Đây thì Imoto đang được warp ra. Và Dia bắt đầu đảo sang sử dụng robotic bay để anh ấy có thể lên Colo thưa các bạn. Vâng. Chúng ta nhìn thấy rằng hiện nay thì chênh lệch về số lượng co-op là khoảng tầm 8 con. Dia đã hoàn thành xong mỏ 2 rồi, cho nên anh ấy có thể là chốt bút vào Nexus của mình để mà đẩy nhanh cái tốc độ sản xuất pop đấy. Còn trong khi đó thì hero vị này mới hoàn thành mà thôi. Này thì chúng nhìn thấy rằng là hero đã bắt đầu nâng cấp Blink Stalker cho con đội của mình rồi. Có thể thấy là hero cũng đang đánh rất cẩn thận. Anh ấy đã có Imoto ở đây rồi, anh ấy tiếp thêm một Imoto nữa. Trong khi đó thì Dia cũng trong lúc mà chờ cho cái nhà robo tích bay hoàn thành xong, anh cũng lên thêm một Imoto cho mình. Này thì nhà robotic đã hoàn thành rồi. Ôi rồi ôi vâng. Dia đặt thêm 6 gate nữa. À 5 gate nữa. Bãi lúa. Vâng, quả này không ổn rồi. Số lượng 8 gate như này là không ổn rồi. 8 gate như này không ổn rồi. Hiện nay thì Dia đang bắt đầu warp ra con Colo đầu tiên. Blink Stalker cho hero mới chỉ được khoảng tầm 50% mà thôi. Vâng, gate đã hoàn thành rồi. Với cái lợi thế mà có Blink Stalker, có thêm Imoto thì có thể là hero sẽ rất cứng trong combat. Nhưng mà trong trận đấu giống như trận đấu của ai nhỉ? Đấy, tôi quên xứ rồi. Vâng, chính xác là tội quên rồi. Ngày hôm nay cũng có một trận PvP nào đó tôi quên xứ mất tên rồi. Này quân đội của Dia đang bắt đầu đẩy lên phía trên này rồi. Hero thì đang có 2 Imoto, đang có gì nữa? Mới chỉ và 5 gate, trong khi đó thì sao nào. Dia thì hiện nay thì anh ấy đang có 2 Imoto. Vâng, Colo Uzu lại còn tạo ra thêm bóng của hai con A trông được đẩy lên vị trí phía trên này nữa. Có vẻ là khá cứng cho game thủ hero của chúng ta rồi. Hero sẽ làm nào để có thể là đánh phá vỡ được đây, bức tường phòng ngự của hero quá mỏng rồi. Anh ấy vừa blink ra để bắt được Mother Ship. Bây giờ thì hai con Colo một con Colo đây, Imoto vẫn đang, vâng, lại còn thêm Zilot đã được đưa lên nữa. Thêm mặt hàng Zilot nữa đang được đưa lên cho game thủ Dia của chúng ta. Vâng, có vẻ không ổn rồi. Imoto quá cứng thưa bạn. Vâng, Imoto quá cứng. Bây giờ hai Imoto của hero đang bị lùa lại. Hiện nay hai con em trông giờ mới bắt đầu vừa mới bị tiêu diệt thôi. Hiện nay Zilot và DT đang được đưa ra. Có vẻ là ở đây thì Dia không có con Observer nào để có thể phát hiện được cái con DT lần này rồi. Vâng, phòng ngự rất tốt nhờ có DT. Này thì Observer mới được đưa lên. Ôi rồi, vâng, bây giờ anh ấy mới bắt đầu đưa lên ạ. Ôi giời ơi. DT vẫn đang chạy lông nhông ở đây. Một đợt warp. Warpism. Một cái con Warpism đã bắt đầu chuẩn bị drop vào bên trong mỏ của hero rồi. Hero sẽ làm gì phải phòng ngự đây. Vâng, cũng bắt đầu drop vào bên trong rồi. Không được rồi. Con Imoto vừa ra cái đã bắt đầu bị đàn di lọt nó bắt đầu nó target rồi. Có vẻ sẽ khó cho game thủ hero của chúng ta trong trận đấu lần này rồi. Thôi xong rồi. Zilot ơi, chém rồi. DT không được rồi. DT có mặt cũng không ăn thua khi mà đã có Observer ở phía trên như này. Hero đã phải giúp quân của mình phía lên trên để phòng ngự rồi. Anh ấy tiếp tục warp quân ra. Và thêm một đợt warp nữa cho Dia vào bên trong main bay của hero ạ. Colo, vâng, Colo đã quét xong pop rồi. Colo đã vào quét xong pop rồi. Vâng, GG. Như vậy Dia là người giành chiến thắng chơi thưa bạn. Vâng, chúc mừng Dia. Như vậy Dia là người giành chiến thắng ở trong trận đấu lần này và anh ấy là người đi tiếp vào vòng trong. Sẽ gặp anh Paul à?